đều nói Lê Gia ngủ thiếu giữ mình trong sạch không gần nữ sắc, chỉ có Nguyễn Niệm Niệm biết, nam nhân này sau lưng vừa xấu vừa đảng. Cùng một chỗ ba năm, rơi vào một cái hắn muốn cùng người khác đính hôn kết cục, Nguyễn Niệm Niệm biết sai rồi, nàng muốn lập gia đình. Năm đại lão cửu cửu đến trợ công, nàng cao điệu nhanh chóng gả cho hào môn. Buổi tối hôm kết hôn với phong mộ tề, Lê Bắc Hàng gần như điên cuồng, bóp eo nhỏ nhắn của cô, để cô ở một góc. Cô ông cầm anh, tươi cười rạng rỡ đau lòng sao đau là được rồi mập mờ tiểu liêu văn chủ yếu nữ chủ từng bước một phản công tự tay ngược trở về chương một nạn nói chia tay bạn đang nghe tại truyện chấm audio không muốn giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính của người đàn ông vang lên sau lưng bàn tay lớn theo eo nhỏ nhắn của cô trượt xuống hơi thở nam tính quen thuộc hỗn hợp với mùi thuốc lá nhàn nhạt phả vào mặt Nguyễn Niệm Niệm trong nháy mắt mềm nhũng người, hai má ửng đỏ. Trong lòng lại cực kỳ bối rối, vội vàng trốn sang bên cạnh. Đừng, chú, có người. Nơi này là biệt viện Lê Gia, giờ phút này bọn họ đang ở phòng ăn, phòng bếp bên cạnh đều là người. Phàm là có người hướng nơi này liếc mắt một cái, đều có thể phát hiện bên này mập mờ. Lê Bắc Hàng tên này thật to gan, ở chỗ này cũng dám trêu chọc nàng. Không phải em thích sao? khóe môi người đàn ông mang theo một chút trêu tức, nghiêng người ngửi nhẹ cổ cô. Vậy cũng không thể ở chỗ này a. À. Nguyễn Niệm Niệm quả thực muốn điên rồi. Niệm Niệm. Trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Nguyễn Thu Hoa. Tim Nguyễn Niệm Niệm đập nhanh. Vừa định đẩy Lê Bắc Hàng ra, người đàn ông đột nhiên xoay người cô, để ở trên bàn ăn bên cạnh. Nụ hôn rơi trên môi cô. Nụ hôn của người đàn ông vừa hung dữ vừa vội vã, đầu lưỡi trực tiếp cậy hàm răng của cô ra, mút vào cánh môi mềm mại của cô. a à, Nguyễn Niệm Niệm cảm thấy vỏ não mình sắp nổ tung. Hắn làm sao có thể? Niệm Niệm, ta gọi ngươi thế nào cũng không đáp lại. Giọng Nguyễn Thu Hoa từ xa đến gần. Nguyễn Niệm Niệm hoảng muốn chết, cả người không khống chế được trung rẩy. Ngay khi Nguyễn Thu Hoa bước vào nhà hàng, Lê Bắc Hàng mới buông cô ra. A à Hàng, cậu cũng ở đây à đến tìm anh hai cậu à nguyễn thu hoa nhìn lê bắc hàn còn có chút kinh ngạc dù sao biệt viện lê gia là một tòa tứ hợp viện chiếm diện tích cực lớn mấy phòng lê gia mặc dù ở bên trong đều có chỗ ở độc lập của mình nhưng lê bắc hàn cách các nàng bên này rất xa cũng không thường trú ở biệt viện hơn nữa tính tình hắn lạnh không có việc gì sẽ không dễ dàng qua đây chị dâu lê bắc hàn gật đầu sắc mặt vô thường khẽ gọi một tiếng nguyễn thu hoa nhìn về phía nguyễn niệm niệm lúc này nạn đang hô hấp hỗn loạn hai má đỏ bừng môi hơi sưng bộ dáng bị người khi dễ cô nghi ngờ nhìn lê bắc hàn lại nhìn nguyễn niệm niệm, niệm 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 anh làm sao vậy sao mặt lại đỏ như vậy nguyễn niệm niệm nhất thời cả kinh xấu hổ tới cực điểm a à, tôi chính là vừa mới ra ngoài vận động một chút ồ nguyễn thu hoa nghe vậy cũng không nghĩ nhiều vậy cậu mau vào giúp tôi bưng thức ăn đúng rồi a hàng lát nữa ở lại dùng cơm đi được lê bắc hàng đáp lời nguyễn niệm niệm vội vàng theo nguyễn thu hoa vào bếp trước khi đi còn không nhìn được trừng mắt nhìn lê bắc hàng nam nhân nhận thấy được ánh mắt của nàng cặp mắt thâm thúy dưới kính rộng vàng chứa đầy hài hước hết lần này tới lần khác khí chất làm người lại cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng tới cực điểm một bộ cấm dục tính lãnh đạm diễn xuất Nguyễn Niệm Niệm thật sự tức giận. Làm sao có thể có người vừa tao vừa đảng vừa cấm dục? Nguyễn Niệm Niệm cùng Nguyễn Thu Hoa bận rộn trong bếp một lúc lâu, mới bưng từng món ăn nóng hổi lên bàn. Lê Chinh Thành và Lê Bắc Hàng cùng xuống lầu dùng cơm. Lê Bắc Hàn luôn ít nói. Nguyễn Niệm Niệm lại bởi vì Lê Chinh Thành luôn luôn không thích cô, cũng không nói gì. Không khí trên bàn ăn có chút thận trọng. Đúng lúc này. Nguyễn Niệm Niệm đột nhiên cảm giác được. Dưới bàn ăn, đôi giày da bóng loáng của người đàn ông đang ôm lấy bắp chân cô cọ lên trên. Hô hấp của nàng chợt cứng lại, toàn thân trở nên cứng ngắc. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trước bàn ăn đối diện. Ngón tay lê bắt hàng trắng nõn thon dài, động tác dùng cơm cực kỳ tao nhã, một thân âu phục cao định khéo léo, đường nét lưu loát, cắt mây thập phần chú ý, ngay cả đồng hồ đeo tay màu vàng nhạt trên cổ tay cũng tản ra sáng bóng rụt rè thật sự là nhã nhặn bại hoại nguyễn niệm niệm quả thực muốn cắn nát hàm răng cả người cực kỳ không được tự nhiên nàng sợ bị người phát hiện không dám ở lại nữa ba mẹ chú con ăn xong rồi đi trước đây nguyễn niệm niệm buông đũa đứng lên cầm túi định rời đi đúng lúc này Lê Bắc Hàng chậm rãi buông đồ ăn xuống, anh hai chị dâu, công ty có việc, tôi cũng đi trước, tiện đường tiễn niệm niệm. Nguyễn Niệm Niệm đang chuẩn bị rời đi, bước chân cứng lại. Không. Cô vừa định từ chối, lại nghe Nguyễn Thu Hoa cao hứng nói, vậy thì tốt, Niệm Niệm, mau cảm ơn chú của con. Nguyễn Niệm Niệm đành phải đè xuống lời cự tuyệt đến bên miệng, cảm ơn chú. Hai người rời đi, cùng lên xe trợ lý bên người Lê Bắc Hàng trần nhất lái xe phía trước. Cửa xe đóng lại, Lê Bắc Hàng ông lấy vòng eo mảnh khảnh của Nguyễn Niệm Niệm, ông cô lên đùi mình. Cổ dáng ở khuôn mặt của nàng, hô hấp nóng bỏng rơi vào bên tai của nàng, còn muốn trốn ta. Nữ nhân này có năng lực, cư nhiên trốn tránh hắn mấy ngày. Hơi thở nóng của anh nhào vào trong lỗ tai cô, ngứa ngáy, làm cho người ta cực kỳ khó nhìn. Nguyễn Niệm Niệm nhìn khuôn mặt tuấn giật gần trong gan tấc của nam nhân, trong lòng lại nghĩ đến chuyện kia. Cố đè nén chua xót trong lòng, cô mím môi nói, chúng ta chia tay đi. Cái gì? Người đàn ông dường như không nghe rõ. Nguyễn Niệm Niệm lặp lại một lần. Thần sắc Lê Bắc hàng trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhưng cũng không có tức giận. Tay đặt bên hông cô trượt xuống, cúi đầu cắn vành tai cô, hơi dùng sức, mang theo vài phần ý tứ trừng phạt. Lại muốn nháo. Nguyễn Niệm Niệm ăn đau, cắn răng nói không nháo lê bắc hàn nghe vậy động tác nhất thời dừng lại đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại ngươi muốn chiếc xe kia đã đến hàng buổi chiều trần nhất hội làm xong thủ tục lái trở về cho ngươi nguyễn niệm niệm đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức nhìn không được cười khẽ chú thật đúng là hào phóng a người đàn ông nhướng mày đây không phải là điều em luôn muốn sao a à, nguyễn niệm niệm không nhìn được cười ra tiếng những gì cô ấy muốn chưa bao giờ là những thứ đó. Không cần, chúng ta chia tay. Tôi nghiêm túc. Nguyễn Niệm niệm vẻ mặt nghiêm túc, mang theo quyết tuyệt. Sắc mặt Lê Bắc hàn lập tức hung ác nham hiểm, cả người tản mát ra lợi khí nồng đậm, cười nhạo một tiếng. Chia tay. Nguyễn Niệm Niệm, chúng ta từng ở bên nhau lúc nào? Lúc trước không phải em tự mình đưa tới cửa sao? Đầu óc Nguyễn Niệm Niệm nổ tung, hốc mắt tức đến đỏ bừng. Lê Bắc Hàn, anh khốn kiếp. Người đàn ông giữ chặt hàm dưới của cô, ép cô ngẩng đầu nhìn về phía mình, giọng nói lạnh như băng, tôi là tên khốn, mới có thể chạm vào con gái nuôi nhà mình, vậy còn cô, Nguyễn Niệm Niệm. Nước mắt Nguyễn Niệm Niệm không khống chế được mà rơi xuống. Mẹ ruột của cô vốn là người hầu của Lê Gia, vì để cho cô có cuộc sống tốt đẹp, sau khi Nguyễn Thu Hoa sinh con, lấy cô thay thế thiên kim Lê Tuyết của Lê Gia, sau đó đi tha hương. Tại nàng 8 tuổi lúc, Lê Gia bởi vì nhóm máu vấn đề, phát hiện chuyện này, sau đó Lê Tuyết bị từ cô nhi viện tìm trở về. Thiên kim thật trở về vị trí cũ, thiên kim giả này đương nhiên là phải nhận hết khinh bỉ cùng trào phúng, Lê Gia không chỉ tước đoạt dòng họ của nàng, còn muốn đem nàng vứt bỏ, là Nguyễn Thu Hoa tâm thiện, để cho nàng ở lại. Nàng ăn nhờ ở đậu, người dựa vào người khác như vậy, làm sao có thể nhúng chạm được thiên chi kiêu tử Lê Bắc Hàn của Lê Gia. Huống chi, đúng là cô chủ động câu dẫn Lê Bắc Hàn. Ba năm trước, vào ngày cô tròn 20 tuổi, Lê Bắc Hàn say rượu, cô thừa dịp hư mà vào, hiến mình cho anh. Cô còn nhớ rõ đêm hôm đó, người đàn ông khắc chế tình dục, cắn vành tai cô để cô không hối hận, cô nói. Cô tuyệt đối sẽ không hối hận. Hiện tại, nàng hối hận. Cô ấy đang chia tay. Chương 2 Cái nào tìm nắm? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nước mắt lăn lộn của Nguyễn Niệm Niệm rơi xuống lòng bàn tay người đàn ông, rất nóng. Động tác trong tay Lê Bắc Hàn lập tức dừng lại, trong nháy mắt cảm thấy cực kỳ phiền não. Sắc mặt hung ác nham hiểm của hắn vẫn khó coi như trước, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh lẽo khát máu. Muốn chia tay phải không? Được, anh thành toàn cho em. Nguyễn Niệm Niệm nghe vậy, nhất thời cắn chặt môi. Trong lòng một trận đau buồn. Không khí bên trong xe chật chội, trong lòng ngực dâng lên một cổ chua xót, ép tới người không thở nổi. Vậy phiền tiểu thúc thả ta xuống giao lộ phía trước đi. Khóe miệng Nguyễn Niệm Niệm kéo ra một nụ cười ngọt ngào, bộ dáng thoạt nhìn nhu thuận nghe lời cực kỳ. Lê Bắc Hàng trừng mắt nhìn cô, giọng nói âm lệ tới cực điểm, trần nhất, dừng xe. Bảo cô ta cút. Xe dừng lại nguyễn niệm niệm lặng lẽ xuống xe rời đi lê bắc hàn không nói thêm câu nào xe chạy nhanh qua trước mặt cô cảm giác chua xót trong đáy lòng lần nữa thổi quét đến đau đến người ngay cả hô hấp cũng cảm giác khó chịu ái lê bắc hàn đã bao lâu rồi nguyễn niệm niệm nhớ rất rõ mười năm bảy tháng và tám ngày nhưng mà cô không thể yêu nữa nước mắt rơi xuống như những hạt bị đứt nguyễn niệm niệm sụp đổ khóc lớn phát tiết một hồi lâu mới cảm xúc tốt lên cô chặn một chiếc xe ở ven đường trở về căn nhà thuê trong nội thành vừa mới vào cửa liền thấy sở hoang đang chuẩn bị đi ra ngoài nơi này là nàng tại dọn ra lê gia sau cùng khuê mật sở hoang cùng nhau ở trung tâm thành phố thuê chung nhà trọ một bộ hai phòng ngủ hai phòng khách sở hoang một thân dây đeo nhỏ mát mẻ chạm rỗng phối với quần đùi cao bồi dáng người xinh đẹp quyến rũ chân dài trắng nõn nóng bỏng, làm cho người ta vừa nhìn liền nhìn không được tâm thần nhộn nhạo. Cô nhìn thấy vẻ mặt Nguyễn Niệm Niệm không thích hợp, vội hỏi, khóc rồi. Không phải anh đi thăm mẹ nuôi sao? Là đám chó lê gia kia lại khi dễ anh. Sở hoang biết Nguyễn Niệm Niệm tất cả mọi chuyện, nàng cũng không tán thành nàng cùng lê gia lại có cái gì liên quan. Nhưng Nguyễn Thu Hoa có ân với cô, lại thân thể luôn không tốt, Nguyễn Niệm Niệm vẫn có chút không bỏ xuống được cô đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Kháo. Vương bác đảng. Rút dây vô tình cẩu nam nhân. Sở hoang biết Nguyễn Niệm Niệm cùng Lê Bắc Hàng chuyện tình, lập tức giận mắng, lại xem nàng bộ dạng khổ sở này, trong lòng càng tức giận. Có ba chân khó tìm, hai chân nam nhân nhưng đầy đường cái đều là. Đi. Các tỷ nhi hôm nay vừa vặn có cục, mà người câu kẻ ngốc đi. Phốc. Nguyễn Niệm Niệm không nhịn được, sau đó lại vội vàng khoát tay, quên đi, tôi không có tâm trạng, càng không có tâm tình, lại càng nên tìm một người đàn ông chơi đùa tình cảm. anh nghĩ xem, nếu có mười lê bắt hàng như vậy, đừng nói hẹn hò, chia tay cũng phải sắp xếp thời gian biểu. đi thôi, đi ra ngoài chơi, khóc cái gì, bộ dạng sợ hãi. nguyễn niệm niệm không còn cách nào khác, đành phải thay quần áo rồi cùng ra cửa. cục hôm nay ở một quán bi. A à, tư nhân cao cấp. Sở hoang tuy rằng gia thế không tốt, nhưng đại học còn chưa tốt nghiệp liền làm người mẫu, ở trong giới lăn lộn được rất cởi mở, coi như có chút nhân mạch. Hai người vừa đến, liền có người nhiệt tình chào hỏi. Bên trong có vài người Nguyễn Niệm Niệm quen biết, là công ty quản lý sở hoang. Sở hoang lại gần, nhỏ giọng nói, hôm nay cái là đại cục, ngoại trừ công ty chúng ta, còn có một ít đến chơi soái ca, chính ngươi xem, thích cái nào nói cho các tỷ nhi, cam đoan tuyệt không so với hắn Lê Bắc Hàn kém. Biết rồi. Nguyễn Niệm Niệm bất đắc dĩ. Sở hoang rời đi, đi xã giao. Nguyễn Niệm Niệm tìm một góc không người ngồi xuống. Lúc ở một mình, cảm xúc quay cuồng lại dâng lên. Trong lòng đang khổ sở, đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh cô. Nguyễn Niệm Niệm kinh ngạc ngước mắt nhìn. Người tới dơ lên một nụ cười ôn nhu, như gió xuân tháng ba chị, xin chào, em tên là Ôn Ngạn, cũng là bạn của chị Hoang. Nụ cười của anh giống như có sức cuốn hút, Nguyễn Niệm Niệm cũng không nhịn được nhếch môi. Mà lúc này, phòng VIP trên tầng 2 của quán Ba Bi. À, Lê Bắc Hàn lại một lần nữa dọn sạch sân, ném gậy vào sọt, có người đột nhiên nói: "Ôi, nhìn quen quá. Bắc Hàn, đó không phải là thiên kim giả của anh hai cậu sao?" Lê Bắc Hàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn xuống. Nữ nhân dưới lầu mặc một bộ váy đỏ thẫm nóng bỏng gợi cảm, tóc dài hơi xoăn, môi đỏ mọng quyến rũ, đùi đẹp trắng nõn, trước nhô sau vĩnh, câu nhân tâm phách. Lê Bắc Hàng nhìn không được nghĩ tới bộ dáng cô ở trên giường, ở dưới thân mình anh anh cầu xin tha thứ. Giờ phút này, cô đang cùng người đàn ông bên cạnh không biết đang nói chuyện gì, hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt nghĩ đến chuyện cô nói chia tay, sắc mặt Lê Bắc Hàn thành công hung ác nham hiểm. Đấy mắt chợt hiện hàng quan. Ông ngạn rất biết nói chuyện, tâm tình Nguyễn Niệm Niệm đã chuyển biến tốt hơn một chút. Sở hoang gọi bọn họ qua chơi bóng, Nguyễn Niệm Niệm cảm thấy không thú vị, muốn ra ngoài hít thở không khí. Cô rời đi, vừa đi xuống cầu thang, sau lưng đột nhiên vươn ra một bàn tay. A, à, Nguyễn Niệm Niệm bị dọa nhảy dựng lên. Còn chưa kịp phản ứng, người tới đột nhiên dùng sức kéo liền kéo cô vào hành lang bên cạnh nguyễn niệm niệm sợ gần chết đang chuẩn bị kinh hô lên một tiếng đột nhiên ngửi thấy một mùi nước cổ long quen thuộc đó là mùi vị chỉ thuộc về lê bắc hàn tựa như tuyết tùng trong đêm khuya nồng đậm mà độc đáo mang theo một loại ý nhị tỉnh táo mà không mất đi tươi mát làm cho người ta an tâm nhanh như vậy đã tìm được nhà tiếp theo rồi bàn tay to của người đàn ông nắm chặt lấy cơ thể cô giam cầm cô trong lòng trong lời nói phun ra mang theo một cổ nghiến răng nghiến lợi sao anh lại ở đây nguyễn niệm niệm kinh ngạc thật không nghĩ tới sẽ gặp được hắn ở chỗ này lại nghĩ đến hai người đã chia tay liền vội vàng muốn thoát khỏi lòng anh nhưng không ngờ bị nam nhân ông càng chặt sao tôi lại ở đây chẳng lẽ anh không rõ lê bắc hàn nhướng mày trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thường khinh thường châm biếm nói ngươi đều từ đâu mời, cho người bao nhiêu tiền. Nguyễn Niệm Niệm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Hắn là cho rằng mình tìm người cố ý ở trước mặt hắn diễn trò. Ha ha. Nguyễn Niệm Niệm không nhịn được muốn cười. Ba năm nay, hai người vẫn luôn là trạng thái tình cảm ngâm. Nửa năm trước, nàng tại sở hoang dật dây hạ, cố ý tìm người ở trước mặt hắn diễn trò, liền muốn thăm dò một chút hắn. Lúc ấy hắn nói cái gì đây? anh nói. Còn như vậy thì cút đi. Sẽ chỉ làm cho người ta chán ăn. Lúc ấy nàng khó xử tới cực điểm. Tôi không có, tôi. Nguyễn Niệm Niệm theo bản năng muốn giải thích, lời vừa nói ra khỏi miệng, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Không cần đâu. Có gì để giải thích đâu. Họ đã tách ra rồi. Kết quả không nghĩ tới, Lê Bắc Hàng trực tiếp kéo tay cô. Đặt ở bên môi liền hôn một cái, nụ cười mập mờ lại khiêu khích nói ngoan đừng náo loạn anh sắp xếp trần nhất đưa em về trước chờ anh về sẽ thỏa mãn em nguyễn niệm niệm nghe vậy đầu ngón tay hơi run lên hốc mắt trong nháy mắt lại đỏ lên chỉ cảm thấy buồn cười tới cực điểm cô nói chia tay anh lại cảm thấy chỉ là đang nói đùa cũng đúng hắn là lê bắc hàn hắn cao cao tại thượng hắn rất tự tin hắn là thiên chi kiêu tử, hắn bẩm sinh có cùng vọng, trong xương cốt mỗi một gốc đều phản phất khắc đầy tâm cao khí ngạo. Cô chắc chắn mình sẽ không rời khỏi anh. Nhưng tại sao cô lại nói chia tay, chẳng lẽ trong lòng anh không rõ ràng sao? Lê Bắc Hàn, nếu lúc trước ở trên xe anh không nói rõ ràng, vậy bây giờ anh trịnh trọng thông báo cho em, anh không có nói đùa. Nguyễn Niệm Niệm gằn từng chữ, nói năng có khí phách. Nguyễn Niệm Niệm lê bắc hàng trong nháy mắt thô bạo sắc mặt âm trầm tới cực điểm đồng tử bỗng dưng co rút lại hung ác nham hiểm rõ ràng là dấu hiệu tức giận nguyễn niệm niệm rất sợ đàn ông tức giận trước kia gặp phải loại chuyện này cô luôn kiên nhẫn trấn an anh lấy lòng anh đi hòa hoãn cảm xúc của anh nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện đó cô cắn răng làm như không sao cả cười nói chú à chia tay mà thôi chú sẽ không chơi không nổi chứ chương 3 Mập mờ chọc người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Biểu tình trên mặt Lê Bắc Hàn trong nháy mắt nứt nẻ Tốt Nguyễn Niệm Niệm, ngươi thật sự là rất tốt Đúng lúc này Chị Đầu cầu thang đột nhiên truyền đến giọng nói của ông ngạn Ngay sau đó chính là tiếng bước chân, đá đạp, đá đạp, có người đi xuống Nguyễn Niệm Niệm sửng sốt một chút, sợ bị người ngoài nhìn thấy, lập tức muốn thoát khỏi lòng Lê Bắc Hàn. Nhưng nam nhân lại như là đột nhiên phát điên, hắn giam cầm nàng, trực tiếp cúi người, liền hôn lên môi nàng. Bàn tay lớn chế trụ eo nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi điên cuồng thăm dò vào khoang miệng của nàng. A, Nguyễn Niệm niệm nhất thời dãy dụa. Nhưng cô vừa mới có động tác, bàn tay người đàn ông đặt ở bên hông cô, liền từ trong làng váy dò vào. Ngô A, thân thể Nguyễn Niệm niệm trong nháy mắt liền mềm nhũng. Chị bên tai lại truyền đến giọng nói của ôn ngạn tiếng bước chân của hắn dường như gần trong gang tấc nguyễn niệm niệm nhất thời giật mình một cái ý thức được tình huống hiện tại đại não ầm một cái đẩy lê bắc hàng ra lê bắc hàng vừa mới nổi lên hứng thú bất ngờ không kịp đề phòng thật đúng là bị cô đẩy ra nguyễn niệm niệm sợ lê bắc hàng lẳng lơ đến mức cố ý chạm vào cô vội vàng chạy lên lầu như chạy trốn sắc mặt lê bắc hàng thành công càng kém Nguyễn Niệm Niệm và Ông Ngạn vừa vặn đụng nhau. Ông Ngạn vừa nhìn thấy cô, liền nhịn không được cười nói, "Chị, tìm chị nửa ngày, chị đi đâu rồi?" "À, em." Nguyễn Niệm Niệm theo bản năng liếc nhìn nơi vừa rồi cô và Lê Bắc Hàng đang ở. Giờ phút này đã không còn bóng dáng nam nhân. "Sao vậy?" Ông Ngạn kinh ngạc, nhìn xung quanh một vòng, bất ngờ nhìn thấy mũi giày da nam. "Không có gì, vừa rồi tùy tiện đi thôi." chúng ta trở về thôi. Nguyễn Niệm Niệm nói xong, vội vàng đi đến đại sảnh quầy bi. À, ôn ngạn theo bản năng lại nhìn về hướng đó, đôi mắt trầm xuống, lúc này mới cùng cô rời đi. Trong hành lang, Lê Bắc Hàng thần sắc âm lệ đứng ở trong bóng tối, trong tay đang đốt một điếu thuốc, ánh lửa ở trong không khí lúc sáng lúc tối lóe lên. Tốt lắm. Mèo hoang nuôi ba năm biết gãi người. Sau khi tan cuộc, đoàn người lại đi hát ca nguyễn niệm niệm không có tâm tình gì sở hoang liền không miễn cưỡng cô nữa bảo ông ngạn đưa cô về nguyễn niệm niệm muốn cự tuyệt nhưng sở hoang kiên trì ông ngạn cũng không có phản đối nàng cũng liền quên đi ban đêm gian thành đèn đuốc sáng chói đèn nê ông lóe ra từng dãy đèn đường giống như từng viên dạ minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa chiếu sáng cả con đường ông ngạn đưa nguyễn Niệm niệm xuống dưới lầu chung cư nguyễn niệm niệm nói lời cảm ơn Chị. Ông ngạn đột nhiên vươn tay, kéo ống tay áo cô lại. Một đôi mắt to ướt sũng. Nguyễn Niệm Niệm giật mình. Có thể thông qua uy chát của tôi không? Cậu bé vừa mới hơn 20 tuổi có ngũ quan tuấn lãng cùng ánh mắt trong suốt ướt sũng, nụ cười ở trong bóng tối càng thêm tươi đẹp, ta lúc trước liền thêm ngươi, thế nhưng ngươi cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Từ ôn ngạn nghiêm túc gật đầu, tuần trước, lần em đến công ty quản lý tiền chị Hoang, anh bảo chị đẩy em cho anh nhưng em từ chối anh hắn nói xong lời cuối cùng còn có chút ủy khuất nguyễn niệm niệm nhớ lại hôm đó cô và lê bắc hàn ở trên giường lê bắc hàn nhìn thấy avatar của một người đàn ông thêm vào cô sau khi trực tiếp từ chối người ta còn đè ép cô tra tấn một trận nguyễn niệm niệm nhất thời có chút quẩn bách hai má ửng đỏ ta hẳn là điểm sai rồi vậy ta quét ngươi chúng ta thêm một lần nữa được. Ông ngạn thật cao hứng. Sau khi hai người thêm bạn tốt, anh đột nhiên cười nói, Niệm Niệm, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Niệm Niệm. Không phải vừa rồi còn gọi là tỷ tỷ sao? Đón nhận ánh mắt chân thành lại vô tội của anh, Nguyễn Niệm Niệm không biết xấu hổ hỏi. Ngủ ngon. Sau khi hai người chia tay, Nguyễn Niệm Niệm liền đi lên lầu. Về đến nhà, nàng cầm di động cho sở hoang phát cái chính mình đã bình an về đến nhà tin tức sau liền chuẩn bị đi tắm rửa ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nguyễn niệm niệm có chút kinh ngạc hô một tiếng ai vậy tuy rằng sở hoang vừa mới không có trả lời tin tức nhưng nàng không có khả năng nhanh như vậy sẽ trở về cửa truyền đến một nam nhân mắng chửi đỉnh đạt thanh âm mau mở cửa ta là dưới lầu hộ gia đình nhà ngươi ống nước nổ đem nhà ta phòng bếp toàn bộ ngâm hả nguyễn niệm niệm có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều bởi vì tháng trước các nàng mới đem dưới lầu bỏ qua một lần mở cửa cô còn chưa kịp hỏi một bàn tay xa lạ đột nhiên vương tới đã muốn kéo cô đồng tử nguyễn niệm niệm chợt co rút lập tức muốn đóng cửa bên cạnh đột nhiên lại có một người đàn ông xông tới đối phương một phen chế trụ nàng liền đem nạn trực tiếp đóng gói khiêng lên trên vai cứu ngô ngô nguyễn niệm niệm vừa định thét chói tai miệng đã bị nhét một nắm khăn mặt tay cũng bị trói hai người khiêng nàng lên liền đi ra ngoài nguyễn niệm niệm bị ném vào cốc xe xe chạy như bay rất nhanh đã dừng ở bãi đổ xe của một tòa nhà cảnh quan sông cao cấp ở trung tâm thành phố nguyễn niệm niệm liếc mắt một cái đã nhận ra nơi này đôi mắt lập tức trợn tròn. Một đường bị người khiêng vào phòng, lên lầu 2, đặt lên sofa. Nguyễn Niệm Niệm hận đến mức gần như cắn nát trăng hàm. Lê Bắc Hàn vừa tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, giờ phút này đang để trần nửa người trên, phía dưới chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, trên tóc còn mang theo giọt nước. Từ dưới nhìn lên, hai chân thon dài hữu lực, dáng người cao ngất, bả vai rộng dày, da thịt màu lúa mì chất lượng tốt khỏe mạnh, trước ngực tám khối cơ bụng hay cho một bộ mỹ nam ra tắm nhưng mà ngô 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 nguyễn niệm niệm bị nhét thứ gì đó vào miệng không thể nói chuyện chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng hắn lê bắc hàn thấy cô như thế khóe môi không khỏi cong lên nụ cười tà mị lại tùy ý anh đi tới một tay lấy ra thứ gì đó trong miệng cô nguyễn niệm niệm tức gần chết lê bắc hàn anh khốn kiếp chúng ta đã chia tay rồi tên này cư nhiên đêm hôm khuya khoác phái người bắt cóc nàng. Lê Bắc Hàng sắc mặt trầm xuống, tâm tình tốt trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, lạnh lùng nói, ngươi nếu không biết nói chuyện, liền tiếp tục nhét khăn mặt. Nguyễn Niệm Niệm Cô biết Lê Bắc Hàng thật sự làm được, trong nháy mắt cái gì cũng không dám nói. Lê Bắc Hàng rất hài lòng với phản ứng của cô, tiến lên cởi bỏ sợi dây buộc chặt hai tay cô. Sau đó nói, đi tắm. Nguyễn Niệm Niệm ngẩn người, kịp phản ứng. Lê Bắc Hàn muốn ngủ với cô. Cũng đúng. Giữa hai người bọn họ, càng nhiều là quan hệ thân thể. Mà trong cuộc sống, chỉ là cô đang hầu hạ anh mà thôi. Anh chưa bao giờ hỏi cô có thích hay không, có thoải mái hay không. Chỉ cần hắn muốn, nàng nhất định phải thỏa mãn. Hốc mắt Nguyễn Niệm Niệm trong nháy mắt đỏ lên. Lê Bắc Hàng thoáng nhìn bộ dạng này của cô, nhíu mày không nói gì, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Nguyễn Niệm Niệm nhất thời một hơi chặn ở ngực, dục vọng khó lấp đầy. Cô rốt cuộc nhịn không được, thốt ra, Lê Bắc Hàn, anh có từng yêu em không? Chương 4 Muốn đổi mục tiêu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mặc dù trong đáy lòng biết kết quả, mặc dù biết hỏi ra có thể chính là tự rước lấy nhục, nhưng vẫn tồn tại một chút hy vọng như vậy. Nếu là Lê Bắc Hàng sửng sốt một chút. Sau đó xoay người, ánh mắt trần trụi quét qua cô một phen, ngay sau đó nhìn không được châm biếm nói, Nguyễn Niệm Niệm, em sẽ không yêu anh chứ. Lúc hắn nói lời này, khóe môi chứa một chút trêu tức, ánh mắt càng làm cho người ta trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người cởi sạch đứng ở trước mặt hắn, cực kỳ khó xử. Nguyễn Niệm Niệm trong nháy mắt hối hận hỏi ra những lời này. Nàng có cái gì không đúng, sao có thể tồn tại loại hy vọng này? rõ ràng chỉ biết tự rước lấy nhục mà thôi tim cô đập thình thịch thật lâu sau mới gợi lên một nụ cười nhẹ giọng nói ta là sợ tiểu thúc ngươi yêu ta dù sao đều đã chia tay còn như vậy luyến tiếc ta trói cũng muốn đem ta trói lại đây sách lê bắc hàn nghe vậy sắc mặt lập tức đen thui trực tiếp cười nhạo ra tiếng ngươi ngược lại rất không tự mình hiểu lấy đấy ngươi toàn thân trên dưới có thể hấp dẫn ta đấy cũng liền bộ thân thể này mà thôi ngón tay Nguyễn Niệm Niệm nhất thời run rẩy. Cô cố nhịn, quay lưng lại, cắn môi dưới nói, có thể hấp dẫn được chú, là phúc khí của con. Ngươi biết là tốt rồi. Lê Bắc Hàng trừng mắt nhìn cô, cả người không kiên nhẫn nói, đi tắm. Đừng để tôi nói lần thứ ba. Dứt lời, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lê Bắc Hàng nhìn thoáng qua tên người gọi, hơi dừng lại, đi vào phòng ngủ nhận máy. Nguyễn Niệm Niệm nhìn thấy, trong danh bà điện thoại có một chữ ấm. Cửa phòng ngủ không đóng, mơ hồ có thể nghe được từ trong ống nghe truyền đến giọng nói vui vẻ của người phụ nữ. Lê Bắc Hàng nghe cô nói xong, khẽ ư ừ vài tiếng ngắn gọn, liền cúp điện thoại. Lúc đi ra, anh đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Quần áo tuy rằng đơn giản, nhưng dưới ánh đèn lại hiện ra ánh sáng nhu hòa, mang theo một loại xa hoa khiêm tốn càng thêm nổi bật ra cao quý cùng ưu nhã bẩm sinh của hắn. Nguyễn Niệm Niệm đón nhận ánh mắt của hắn. Lê Bắc Hàng nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức âm trầm, chất vấn, còn chưa đi tắm. Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, Nguyễn Niệm Niệm rốt cuộc nhìn không được, học theo bộ dáng của hắn, khóe miệng nhếch lên một tia châm biếm nói. Chú có hứng thú như vậy, không ngại gọi điện thoại cho dì ông tiểu thư tương lai của cháu, gọi dì ấy tới đây à. Cô đột nhiên mở miệng, Lê Bắc Hàn nhất thời sửng sốt. Đồng tử trong nháy mắt hiếp lại, ánh mắt trở nên âm lãnh. Nguyễn Niệm Niệm chỉ cảm thấy buồn cười. Mấy ngày hôm trước, Nguyễn Thu Hoa gọi điện bảo cô đi đặt mua vài thứ, trong lúc tán gẫu cô mới biết được, mấy tháng trước Lê Lão Gia Tử đã sắp xếp cho Lê Bắc Hàn và đại tiểu thư của Olet kết hôn thương mại dịu dàng, Lê Bắc Hàn đã đồng ý. Hiện tại hai người sắp đính hôn. Chuyện cả thế giới đều biết, chỉ có cô không biết sắc mặt Lê Bắc Hàng âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi náo loạn cả ngày, cũng chỉ là bởi vì chuyện này sao? Chỉ là... Nguyễn Niệm Niệm nhất thời nghẹn họng, Chỉ cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Cô kịp phản ứng, lại đột nhiên cảm thấy buồn cười tới cực điểm. Trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Chính xác thì cô ấy mong đợi điều gì? anh rõ ràng ngay cả một câu giải thích cũng sẽ không cho cô. Nguyễn Niệm Niệm cười nhạo ra tiếng, cố ý nói, chú à, ba năm rồi, chán rồi, đúng lúc chú muốn kết hôn, cháu cũng muốn đổi mục tiêu mới. Ngươi nói cái gì? Nam nhân trong nháy mắt nổi giận, ánh mắt sắc bén đâm về phía nàng, ánh mắt lạnh như lưỡi dao mỏng. Anh giật bước lên, bóp chặt hàm dưới của cô, ép cô ngẩng đầu nhìn về phía mình. Thủ hạ phát lực từng chút một khí lực của nam nhân rất lớn, Nguyễn Niệm Niệm cảm giác mình bị hắn bóp đến cầm cũng sắp nát, cả người mồ hôi lạnh toát ra, hốc mắt nhất thời đỏ như thỏ. Nàng cố nén, lại nói một lần nữa. Ngữ khí quật cường tới cực điểm. a à, Lê Bắc Trết lạnh cười một tiếng, lành lạnh nhếch môi, con người như hắc diệu thạch hiện ra ánh sáng u lạnh nhiếp nhân tâm phách, đáy mắt hẹp dài lộ vẻ tối tâm, toàn thân tản ra lệ khí nồng đậm. Nguyễn Niệm Niệm bị ép nhìn chầm chầm vào mắt anh, ánh mắt đó khiến da đầu cô tê dại, chân đau bụng. Muốn đổi mục tiêu mới. Thanh âm nam nhân lạnh như băng thấu xương, làm cho người ta không rét mà run, tự như đến từ địa ngục. Khí tràn quanh thân càng âm trầm dọa người. Hô hấp Nguyễn Niệm Niệm cứng lại, cả người không nhịn được trùng mình một cái. Cô còn chưa kịp phản ứng, tay kia của Lê Bắc Hàn đã trực tiếp bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi người kề sát bên tai cô, thanh âm âm lãnh tới cực điểm nguyễn niệm niệm ngươi đừng mơ tưởng đừng nghĩ đến việc chạy trốn cho đến khi anh chán em hôm nay nếu ngươi không muốn tắm vậy thì không cần tắm nữa sắc mặt nguyễn niệm niệm trắng bệch thân thể không khống chế được run rẩy lê bắc hàn ông lấy cô cô còn chưa kịp phản ứng đã bị ném lên giường lớn trong phòng ngủ nguyễn niệm niệm trong lòng hoảng loạn khẩn trương nắm chặt ga giường một tay lê bắc hàn cầm chặt hai tay cô cúi người xuống trực tiếp hôn lên môi cô nữ nhân rất ngọt môi mềm đến kỳ cục trên người còn mang theo một mùi thơm say lòng người lê bắc hàn vốn định lướt qua rồi dừng lại nhưng vừa đụng phải lại có chút muốn ngừng mà không được không ngừng vương đầu lưỡi thăm dò vào trong răng môi của cô nguyễn niệm niệm rất đẹp giọng nói ngọt ngào mềm mại tướng mạo thanh thuần vô tội dáng người cực kỳ nóng bỏng cô luyện khiêu vũ da trắng tư thế nhiều chân dài eo nhỏ ngực mềm, chơi vô cùng thoải mái. Lê Bắc Hàn thích nhất là khi cô ở cực hạn mềm mại gọi tên anh. Anh có một trận chơi cô đặc biệt hung dữ, khi đó anh vừa đụng vào chuyện tình dục, mỗi ngày đều khẩn cấp, thậm chí từng xin cô nghỉ một tuần. Ngô, ngô. Nguyễn Niệm Niệm Kinh Hô. Hai người ở bên nhau ba năm, anh đã sớm quen thuộc mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể cô. Nhưng anh sắp đính hôn rồi, bọn họ làm sao còn có thể làm loại chuyện này không cả người nguyễn niệm niệm run rẩy hai tay chống ở trước ngực của hắn khí tức hỗn loạn thét chói tai ra tiếng rụng trứng kỳ ta bây giờ là rụng trứng kỳ quả nhiên động tác dưới thân nam nhân chợt ngẩn ra bắt đầu từ ba năm trước lê bắc hàn đã đặc biệt chú ý đến phương diện này hắn tuyệt đối không cho phép nàng mang thai hài tử của hắn chú chú cũng không muốn cháu mang thai bị ông cụ biết chứ. Nguyễn Niệm Niệm cười càng rỡ. Chương 5 Người mang thai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sắc mặt Lê Bắc Hàn quả nhiên trong nháy mắt âm trầm xuống. Không vui trừng mắt nhìn cô một cái, đứng dậy xuống giường. Thấy hắn đi vào phòng tắm, Nguyễn Niệm Niệm lúc này mới vội vàng từ trên giường bò dậy. Sợ anh nhớ ra mình đang lừa cô, cô không dám dừng lại mang giày rồi chạy ra ngoài, xuống lầu gặp má trương, người hầu hầu hạ lê bắc hàn vừa từ trong bếp đi ra. phu nhân, ta làm canh sườn ngó sen ngươi thích ăn nhất, mau tới nếm thử. ba năm nay nguyễn niệm niệm đại đa số thời gian đều ở chỗ lê bắc hàn, căn hộ bên kia sở dĩ không trả lại tiền thuê cũng chỉ là vì ngoài mặt tránh hiềm nghi mà thôi. mẹ trương là nguyễn niệm niệm thay lê bắc hàn chiêu vào, ông vẫn luôn gọi lê bắc hàn là tiên sinh, nguyễn niệm niệm là phu nhân. Ban đầu Nguyễn Niệm Niệm rất cuộn bách, không cho mẹ Trương gọi như vậy, nhưng bà gọi quen rồi, Lê Bắc Hàn cũng không nói thêm gì, vẫn như thế. Nhưng hiện tại Nguyễn Niệm Niệm nào dám dừng lại? Không cần đâu, cảm ơn dì Trương, cháu đi trước đây. Cô nói xong, mở cửa bỏ chạy. Bà Trương vẻ mặt kinh ngạc. Khi Lê Bắc Hàn từ trong phòng tắm đi ra, Nguyễn Niệm Niệm đã chạy mất tâm. Bà Trương còn có chút khó hiểu hỏi, tiên sinh, phu nhân làm sao vậy? Bà ấy không ngủ lại ở đây sao? Hai người có cãi nhau hay không? Bà ấy đã mấy ngày không trở lại. Lê Bắc cười lạnh một tiếng, không trả lời. Ánh mắt càng lúc càng âm lãnh, gương mặt đen như đáy nồi. Ngày hôm sau, Nguyễn Niệm Niệm từ trên giường trong căn hộ tỉnh dậy, ấn động hồ báo thức bò dậy, nhưng không muốn đi làm. Lê Gia là hào môn cao cấp số một giang thành. Lê Bắc Hàn là người cầm quyền đương nhiệm của Lê Gia và Lê Thị, mà công việc hiện tại của cô chính là một thư ký nhỏ của bộ phận thiết kế Lê Thị. Lúc trước vì tiếp cận Lê Bắc Hàn cô tốt nghiệp thực tập liền nghĩ biện pháp tiến vào Lê Thị, trải qua lăn lộn, tầng tầng thăng cấp, hiện tại rốt cục trở thành thư ký bộ phận thiết kế. Kỳ thật lúc trước cô nhiều lần tranh cử thư ký tổng giám đốc, nhưng mỗi lần phỏng vấn Lê Bắc Hàn đều tự mình hạ gục cô. Sau đó trên giường cô hỏi anh nguyên nhân, anh nói không thích hợp. Cô không biết mình đến tột cùng có chỗ nào không thích hợp. Tuy nói hiện tại cô chỉ là thư ký bộ phận thiết kế, cũng không phải thư ký tổng giám đốc, cơ hội gặp mặt Lê Bắc Hàn cũng không nhiều. Nhưng vừa nghĩ tới vẫn có thể gặp lại, liền đặc biệt khẩn trương. Ngay khi Nguyễn Niệm Niệm băn khoăn mình có nên nghỉ việc hay không, bộ phận nhân sự thông báo cho cô thăng chức, được điều đến văn phòng thư ký tổng giám đốc, tiền lương còn tăng gấp 5 lần. Gấp 5 lần A cô vốn mới 20 ngàn, hiện tại một tháng có thể kiếm được 100 ngàn. Năm đó không phải là 1,2 triệu sao? 10 năm không phải là 12 triệu sao? Nguyễn Niệm Niệm quả thực bị nhân dân tệ làm cho choáng váng đầu óc. Trong đầu không ngừng tính toán tỉ mỉ. Cuối cùng căn bản không khống chế được chân của mình, đứng lên liền đi làm. Chờ cô làm xong thủ tục thuyên chuyển, đến lúc thư ký tổng giám đốc làm, sự tình đã truyền đi ồn ào huyên náo đại tiểu thư OLED nghe nói ngoại tổ còn là bá tước nước anh tình huống thế nào nghe được dòng họ quen thuộc kia nguyễn niệm niệm không nhịn được truy vấn đồng nghiệp vẻ mặt bác quái nói cho cô biết phu nhân tổng giám đốc tương lai của chúng ta đến rồi hiện tại đang ở văn phòng của lê tổng vậy sao sắc mặt nguyễn niệm niệm nhất thời cứng đờ đẩy lòng truyền đến một trận đau đớn giống như một con dao bén nhọn đâm sâu vào tim người ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn thư ký trưởng nhìn thấy vẻ mặt của cô niệm niệm ngày đầu tiên cậu đến tôi phải nói cho cậu biết ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ không an phận với lê tổng chúng ta người trước quyến rũ lê tổng bị trực tiếp ném ra khỏi văn phòng cùng ngày liền đuổi việc phong sát toàn ngành còn có loại chuyện này nguyễn niệm niệm vội vàng giải thích tôi không có nàng chỉ là thiên kim giả dưỡng nữ lê gia không được thừa nhận ở lê thị không có bao nhiêu người biết nàng cùng lê bắc hàn còn có một tầng quan hệ ngụy thúc chất dù sao nếu như là người của lê gia không có khả năng làm một thư ký nho nhỏ còn vừa làm chính là hơn hai năm không có là tốt rồi đồng nghiệp nói tiếp đúng cậu đừng nhìn lê tổng chúng ta đối ngoại hoàng kim độc thân hán dáng người nhan sắc đều là vạn lý chọn một hảo kỳ thật đã sớm có bạn gái hai người cùng một chỗ đã lâu Tôi vừa mới nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay ông tiểu thư, hai tháng trước Lê Tổng tự mình bay đến Paris đặt làm. Nguyễn Niệm Niệm sửng sốt một chút. Hai tháng trước cô và Lê Bắc Hàn vẫn còn ở bên nhau, anh quả thật đi Paris một chuyến, nhưng rất nhanh đã trở lại, đêm hôm đó còn mang về cho cô một sợi dây chuyền thủy tinh. Ha ha! Thì ra là đặc biệt bay đi mua nhẫn kim cương cho ông Nguyễn. Anh rõ ràng đã sớm chuẩn bị xong muốn đính hôn. Nếu không phải lúc nói chuyện với Nguyễn Thu Hoa, cô bất ngờ nói ra, chỉ sợ đến bây giờ cô vẫn chưa hay biết gì. Nguyễn Niệm Niệm không nhịn được muốn cười. Đột nhiên nghĩ tới một đoạn ngắn trên mạng. Bạn trai sắp kết hôn với người phụ nữ khác, tôi là người cuối cùng biết tin tức. Không nghĩ tới loại chuyện này lại phát sinh trên người mình. Nguyễn Niệm Niệm đang sững sờ, thư ký trưởng bảo cô mang cà phê vào, cũng đưa tin với Lê Bắc Hàn. Nguyễn Niệm Niệm pha cà phê xong, đi tới cửa văn phòng tổng giám đốc vừa mới chuẩn bị gõ cửa đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận cười duyên hình như là lê bắc hàn nói gì đó chọc cho cô gái rất vui vẻ nguyễn niệm niệm giật giật khóe miệng rất muốn kéo ra một nụ cười nhưng thất bại cô ấy rất buồn khổ sở tới cực điểm cùng lê bắc hàn ở chung một chỗ ba năm anh chưa bao giờ chọc cô vui vẻ như vậy vẫn luôn là cô chọc anh vui vẻ cẩn thận lấy lòng anh nhân nhượng anh sợ hắn sẽ không vui thì ra không phải anh sẽ không mà là sẽ không đối xử với cô như vậy mà thôi hít sâu vài hơi nguyễn niệm niệm mới điều chỉnh lại cảm xúc nhẹ nhàng gõ cửa bên trong truyền đến hai chữ mời vào trong trẻo nhưng lạnh lùng nguyễn niệm niệm mở cửa đi vào lê bắc hàn đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc đầu cũng không ngẩng lên khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, bộ dáng nghiêm túc hết sức chói mắt. Ai cũng nói người đàn ông trong công việc rất đẹp trai, người đàn ông này quả thật rất đẹp trai. Mà trên sofa đối diện anh, một cô gái xinh đẹp đang ngồi xếp chồng lên nhau. Tuổi tác hẳn là không kém nàng nhiều lắm, khí chất ưu nhã, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trang điểm tinh xảo, một thân tiểu hương phong quý báu, nghiễm nhiên bộ dáng danh môn thiên kim thoạt nhìn còn tương đối xứng với Lê Bắc Hàng. Lê Tổng, cà phê của ngài. Nguyễn Niệm Niệm đặt ly cà phê lên bàn anh. Lê Bắc Hàng liếc cô một cái, ánh mắt trầm xuống, không nói gì. Nguyễn Niệm Niệm lại đem một ly khác đặt trước mặt người phụ nữ. Ông Tiểu Thư, ly này là của cô, thêm sữa không thêm đường. Cảm ơn. Ông Nguyễn cười nói, từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần, lúc này mới nói, ngươi là Niệm Niệm sao? ta nghe tiểu thúc ngươi nhắc tới ngươi, ta gọi là ôn Nguyễn. Nguyễn Niệm Niệm sửng sốt một chút. Quan hệ giữa cô và Lê Gia cũng không thân cận, sau khi rời khỏi Lê Gia lại không tra ra người này, cô không nghĩ tới, Lê Bắc Hàng lại đem chuyện này nói cho ôn Nguyễn. Xem ra quan hệ của hai người có thể thấy được bình thường. Phát triển còn rất nhanh. Vương nghĩ tới Lê Bắc Hàng và ôn Nguyễn ở cùng một chỗ, còn trở về chạm vào cô, trong lòng liền dâng lên một cổ buồn nôn sinh lý. Nôn. Nguyễn Niệm Niệm không khống chế được, không có lý do phát ra một trận nôn khang. Không xứng đáng, ôn tiểu thư. Nguyễn Niệm Niệm cảm thấy thất lễ, lại thật sự nhịn không được, hoảng hốt chạy bừa ra khỏi văn phòng, vọt vào toilet. Cô nôn một hồi lâu. Cho đến khi cổ họng căng thẳng, hốc mắt đều đỏ lên, lúc này mới dịu lại. Nguyễn Niệm Niệm vội xả nước rửa mặt. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, có người đi vào. Ôn Nguyễn đi tới, quan tâm hỏi, "Niệm Niệm, ngươi không sao chứ?" "Không có." Nguyễn Niệm Niệm lắc đầu. "Anh có phải mang thai không?" Cô đột nhiên mở miệng, giọng nói mang theo thăm dò. Nguyễn Niệm Niệm kinh ngạc. Vừa định nói không phải, lại đột nhiên phản ứng lại, kỳ sinh lý của mình còn chưa tới kỳ sinh lý của cô luôn luôn rất chuẩn, giống như lần này, trì hoãn nửa tháng là tình huống chưa bao giờ có. Chương 6 Tới cửa ngủ nàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cô ấy có thể thực sự mang thai Nguyễn Niệm Niệm trong lòng luống cuốn Nhưng trên mặt cũng không dám thừa nhận, vội vàng nói, không có, chỉ là dạ dày tôi có chút không thoải mái Vậy là tốt rồi Ông Nguyễn Hồ Nghi đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lần. Nghe tiểu thúc ngươi nói ngươi chỉ so với hắn nhỏ hơn 6 tuổi, hơn nữa cũng không có bạn trai, ta thật đúng là sợ ngươi lầm đường lạc lối, dù sao chúng ta nữ hài tử muốn tự ái. Không biết vì sao, Nguyễn Niệm Niệm luôn cảm thấy trong lời nói của cô có ý gì đó. Cảm ơn ôn tiểu thư. Nguyễn Niệm Niệm rửa sạch tay. Phiền ngài về sau vẫn là gọi tôi Nguyễn Thư Ký đi, nếu ngài biết chuyện của tôi, vậy cũng nên rõ ràng tôi và lê tổng chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới cũng không phải là người một nhà gì nguyễn thư ký là tôi quá đáng xin lỗi ôn nguyễn nhếch môi nhẹ giọng nói trách tôi quấy rầy hứng thú của ngài và lê tổng hẳn là tôi nói xin lỗi tôi đưa ngài về văn phòng đi nguyễn niệm niệm cúi đầu cười yếu ớt ngài và lê tổng rất thích hợp tôi chúc hai người trăm năm hảo hợp con ngươi dịu dàng lóe lên muốn nói chút gì đó cuối cùng vẫn chỉ trả lời hai chữ cảm ơn sau khi đưa ôn nguyễn về văn phòng tổng giám đốc nguyễn niệm niệm liền trở về phòng thư ký điện thoại di động có tin nhắn nhấp nháy cô mở ra là lê bắc hàn gửi uy chát tới tan tầm sau trần nhất hội sắp xếp ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra ngay cả một dấu chấm câu dư thừa cũng không có nguyễn niệm niệm mở nhật ký trò chuyện của hai người lên xem nhớ lại từng chút từng chút hai người ở bên nhau. Tin trước là mấy ngày trước, cô biết được tin tức Lê Bắc Hàn muốn đính hôn, gửi cho anh một biểu tình thăm dò anh, nhưng anh không trả lời. Cô nhớ hôm đó cô đợi đến nửa đêm, cũng không đợi được tin tức của anh. Sau đó liền hỏi không nên lời, thẳng đến hôm qua. Lại đi lên đều là một ít nàng hàng ngày hỏi hắn khi nào trở về, đêm nay có muốn hay không nàng đi qua các loại, cho tới bây giờ đều là nàng chủ động hỏi hắn trả lời ngắn gọn mà ngắn gọn, giống như người của hắn. Nghĩ kỹ lại, đúng như lời Lê Bắc Hàn nói, bọn họ quả thật không giống yêu đương, càng giống. Bạn pháo. Hắn gọi là đến là đi. Là cô quá ngây thơ. Đặt mình vào vị trí bạn gái. Ngẫm lại cũng thật buồn cười. Buổi tối tan ca, Trần Nhất đang đợi cô ở bãi đổ xe. Lê Bắc Hàn không có ở đây, buổi chiều anh và Ôn Uyển rời đi trợ lý trần tôi không có việc gì chỉ là dạ dày hơi khó chịu khóe môi nguyễn niệm niệm khẽ nhếch giải thích muốn qua loa tắc trách quá khứ dù sao hiện tại kỳ sinh lý của cô thật sự chậm lại nửa tháng thái độ giải quyết việc chung của trần nhất nhất thư ký nguyễn tổng giám đốc lê nói nhất định phải kiểm tra kỹ càng nếu có vấn đề thì mau chóng sắp xếp có vấn đề gì à có chuyện gì vậy sắp xếp cái gì là sợ cô thật sự mang thai sao cũng đúng hắn đính hôn sắp tới rất nhanh sẽ thành hôn nếu như vào lúc này truyền ra nàng có thai đối với hắn mà nói xác thực không phải là chuyện tốt gì nguyễn niệm niệm đành không nói thêm gì nữa trần nhất lái xe đưa cô đến bệnh viện tư nhân của lê thị lê bắc hàn đã sớm an bài tốt hết thảy không cần xếp hàng có chuyên gia tiếp đãi kiểm tra siêu âm bê lấy máu xét nghiệm sau khi làm xong một loạt nguyễn niệm niệm ngồi trên ghế dài của bệnh viện chờ kết quả trong lòng nàng hoảng tới cực điểm cô nôn khang là bởi vì buồn nôn nhưng kỳ sinh lý vẫn không tới là sự thật cô có thể thật sự mang thai hay không nếu thật sự mang thai cô nên làm cái gì bây giờ lê bắc hàn sẽ không để cô sinh con anh đã sắp xếp xong hết thảy có thể lát nữa liền trực tiếp kéo cô lên bàn mổ ép cô phá thai hay không vừa nghĩ đến những dụng cụ lạnh như băng kia muốn tiến vào thân thể của nàng lấy đi cốt huyết trong bụng nàng nguyễn niệm niệm liền cảm thấy đau lòng như cắt đau đến không muốn sống cô càng nghĩ càng hoảng càng hoảng càng nghĩ tay chân một trận phát lạnh mồ hôi lạnh toát ra thấm đẫm quần áo chạy trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm sau đó liền giống như cỏ dại sinh trưởng điên cuồng thân thể đều đang kêu gào Nguyễn Niệm Niệm luôn hành động rất tốt. Cô mím môi, cẩn thận nhìn Trần Nhất cách đó không xa. Anh đang đợi ở cửa phòng thí nghiệm, tự hồ cũng không chú ý tới bên cạnh cô. Nguyễn Niệm Niệm đứng lên, giả vờ hoạt động tứ chi, đồng thời quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trần Nhất nhìn nàng một cái, cũng không nghĩ nhiều. Ánh mắt Nguyễn Niệm Niệm dừng ở thang máy, đi qua chỗ cô, nếu không cần đợi thang máy, chỉ cần 30 giây, nhưng nếu phải đợi không được. Chỉ có thể đi cầu thang. Nguyễn Niệm Niệm nhìn về phía lối đi an toàn cách đó không xa, quan sát động tĩnh bên trần nhất. Hẳn là có kết quả, hắn đi vào, đang cùng người trò chuyện gì đó. Nguyễn Niệm Niệm nhân cơ hội này, trực tiếp chạy tới lối đi an toàn. Kết quả không nghĩ tới. Đúng lúc này, cửa thang máy bên cạnh lối đi an toàn đột nhiên mở ra. Một đôi giày da nam cao cấp bóng loáng đi vào mắt trước ngay sau đó là hai chân thẳng tắp của nam nhân nhìn không thấy một chút nếp nhăn hơi thở của nguyễn niệm niệm suýt nữa ngừng lại không cần ngước mắt lên cô cũng biết nhất định là lê bắc hàn lê bắc hàn tự mình tới hắn lo lắng như vậy sao muốn tự mình đến xem cô phá thai nguyễn niệm niệm trong lòng hoảng muốn chết nhưng không có thời gian cho cô suy nghĩ nhiều cô không dám dừng lại lập tức mở cửa thông đạo an toàn liền không quay đầu lại chạy xuống lầu khi lê bắc hàn nhìn thấy vạt áo nguyễn niệm niệm tung bay cô đã chạy mất tâm thư ký nguyễn trần nhất cầm kết quả kiểm tra xong liền thấy nguyễn niệm niệm chạy anh lập tức đuổi theo lại không ngờ đụng phải lê bắc hàn lê tổng trần nhất có chút kinh ngạc hắn sẽ tự mình đến sắc mặt nhất thời tái nhợt vội vàng đưa lên hóa đơn xét nghiệm có kết quả rồi nhưng thư ký nguyễn mồ hôi lạnh từ trán của hắn chảy xuống dù sao cũng là hắn không nhìn được người ánh mắt lê bắc hàn không kiên nhẫn quét mắt nhìn anh một cái cả người khí thế uy áp giơ tay nhận lấy phiếu xét nghiệm chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt đen liền nheo lại môi mỏng miếng chặt thần sắc trở nên âm lệ mà lại đề phòng trần nhất nhận ra thần sắc của hắn biến hóa càng thêm khẩn trương thấp thỏm nuốt nước miếng lê tổng là tôi không coi trọng thư ký nguyễn tôi cam nguyện chịu phạt lê bắc hàn không nói gì nắm chặt hóa đơn xét nghiệm trong tay sắc mặt âm trầm đi tới trước cửa sổ sát đất thật lớn của bệnh viện từ nơi này nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính bệnh viện chỉ thấy người phụ nữ vội vàng hoảng hốt chạy ra khỏi bệnh viện đưa tay chặn một chiếc xe lại cô thấp thỏm bất an nhìn thoáng qua hướng bệnh viện sau đó ngồi xe chạy không quay đầu lại lê bắc hàn thấy vậy trong mắt phát lạnh nhìn không được cười nhạo một tiếng khóe môi gợi lên một tia tình thế bắt buộc niệm niệm ngươi trốn không thoát đâu nguyễn niệm niệm sợ làm cho sở hoang thêm phiền toái không dám về nhà trọ nàng một đường ngồi xe chạy về biệt viện lê gia từ cửa nhỏ len lén vào phòng hai biệt viện lê gia nguyễn thu hoa đang cắm hoa trong phòng khách thấy nàng đột nhiên trở về thập phần khiếp sợ dù sao từ sau khi nàng trưởng thành liền dọn ra ngoài ở mấy năm nay cơ hội chưa từng chủ động trở về, mỗi lần đều là nàng muốn nàng trở về. Sao đột nhiên anh lại về? Nguyễn Thu Hoa rất vui mừng. Nguyễn Niệm Niệm vội vàng dương môi nói, chỉ muốn trở về thăm ngươi. Nguyễn Thu Hoa thật sự rất tốt với cô. Lê Gia chú trọng huyết thống thuần khiết, 8 tuổi tra ra nàng là thiên kim giả, là mẫu thân ruột thịt của nàng thay đổi hai hài tử, Lê Gia trên dưới đều muốn đuổi nàng đi lê lão gia tử càng hận không thể đánh chết cô ngay tại chỗ cảm thấy cô và mẹ ruột cô vừa là tiểu tam vừa là người hầu cấp thấp làm cho cả lê gia mất mặt thiếu chút nữa làm rối loạn huyết thống cao quý thuần khiết của lê gia là nguyễn thu hoa khư khư cố chấp giữ cô lại nguyễn gia cùng lê gia cũng là gia tộc thông gia nguyễn gia khi đó coi như có chút thế lực lê lão gia tử nể mặt nguyễn thu hoa mắt nhắm mắt mở nguyễn thu hoa tươi cười dịu dàng vậy thì vừa hay ba em đi công tác rồi tối nay chỉ có hai mẹ con mình. Vừa dứt lời. Trước cửa đột nhiên phong trần mệt mỏi đi tới một nam nhân anh tuấn dáng người cao lớn, âu phục dày da. Đúng là Lê Bắc Hàn. Nguyễn Niệm Niệm không nghĩ tới Lê Bắc Hàn chạy tới nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới hắn lại dám muộn như vậy xong tới nơi này bắt nàng. Chương 7 Cường thủ hào đoạt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio nguyễn niệm niệm nhìn thấy hắn liền vô thức sợ hãi vội trốn sau lưng nguyễn thu hoa sắc mặt lê bắc hàn lạnh lẽo trên mặt không nhìn ra hỉ nộ nguyễn thu hoa nhạy bén nhận ra giữa hai người có gì đó không đúng nhưng theo bản năng muốn bảo vệ nguyễn niệm niệm ngăn ở trước người nàng mở miệng nói a hàn sao cậu lại tới đây anh hai cậu đi công tác cũng không ở nhà lê bắc hàn liếc nguyễn niệm niệm một cái trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chị dâu em tìm niệm niệm bây giờ cô ấy là thư ký của em em có chuyện công việc muốn nói chuyện riêng với cô ấy nguyễn thu hoa sửng sốt vội nhìn về phía nguyễn niệm niệm anh thăng chức thư ký tổng giám đốc ân nguyễn niệm niệm liếc nhìn thần sắc lê bắc hàn cẩn thận gật đầu nguyễn thu hoa nhất thời rất vui mừng có thể thăng chức thư ký tổng giám đốc chứng tỏ chú cậu nhìn trúng cậu chú cậu là người tốt nếu cậu làm không tốt chú ấy nhất định có thể dạy cậu lê bắc hàn khỏe không nguyễn niệm niệm cảm thấy nguyễn thu hoa sợ là nhìn người có chút mù quáng nhưng cô biết nguyễn thu hoa vẫn hy vọng cô có thể hòa nhập tốt bây giờ biết lê bắc hàn đã cho cô cơ hội sợ là có thể tự mình đưa cô đến trước mặt anh lê bắc hàn đạt được mục đích cũng không nói nhiều trực tiếp đi ra ngoài trong lòng nguyễn niệm niệm thấp thỏm dưới ánh mắt thúc giục của nguyễn thu hoa cũng chỉ có thể đuổi theo bước chân của hắn. Trong lòng nàng sợ muốn chết, tay chân co quắp đến thiếu chút nữa đi đường cũng tự mình vấp ngã. Hai người đi ra khỏi cửa phòng hai. Lê Bắc Hàn đang chuẩn bị mở miệng, lại không nghĩ tới, cửa chính đang đứng một cái ước chừng hơn 50 tuổi, mặc quản gia phục lão nhân. Dường như hắn đã đợi rất lâu. Nguyễn Niệm Niệm liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là người hầu bên người Lê lão gia tử. Chu bá Bác Chu cung kính chào hỏi Lê Bắc Hàn, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Niệm Niệm. Nguyễn Tiểu Thư, lão gia cho mời. Nguyễn Niệm Niệm nghe vậy, nhất thời mặt xám như tro tàn. Lê lão gia tử muốn gặp nàng. Nguyễn Niệm Niệm bị ép đi theo Chu bá đến biệt thự Lê Gia. Nhà chính trang hoàng lịch sự tao nhã, gạch xanh ngói xanh, cửa sổ chạm trổ hoa văn, tham chiếu chính là thiết kế lâm viên Tô Châu, vừa bước vào liền phản phất xuyên việc trở về biệt viện hoàng gia cổ đại. Bốn phía trồng rất nhiều cây cối quý hiếm được vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới tới, trên vách tường đá khảm đồ án điêu khắc gỗ tinh xảo lại quý giá, đường nét lưu loát, hình thái khác nhau. Toàn bộ nhà chính nằm ở trung tâm biệt viện, là nơi ở của Lê lão gia tử. Đã 15 năm kể từ khi cô ấy được phép đặt chân vào nơi này. Hôm nay lão gia tử đích thân sai người tới mời nàng, Nguyễn Niệm Niệm không biết làm sao, trong lòng thấp thỏm tới cực điểm mồ hôi lạnh chảy ra từ lưng có loại dự cảm không tốt nguyễn tiểu thư mời đi đi tới cửa thư phòng chủ trạch chu bá làm động tác mời nguyễn niệm niệm cắn chặt cánh môi trong lòng sợ hãi tới cực điểm do dự nửa ngày mới đi vào trong ánh mắt khinh thường của chu bá toàn bộ thư phòng rất lớn trang trí tràn ngập ý nhị cổ điển đồ dùng trong nhà đều chọn dùng phong cách cổ điển điêu khắc tinh tế tạo hình rất khác biệt trên tường treo đầy tranh chữ cùng đồ cổ, tùy tiện một bức đều là mấy trăm triệu. Lê Lão Gia Tử đang đứng ở chính giữa một cái bàn gỗ đàn hoa thật lớn vẽ tranh. Lão Gia Tử lúc còn trẻ, từng ra chiến trường, từng làm quan lớn, khí tràng thông thiên, mang theo uy áp tuyệt đối của thượng vị giả. Hắn chỉ đơn giản đứng ở nơi đó, toàn thân liền tản ra uy nghiêm không thể khiêu chiến, phản phất một vị đế vương vĩ đại. Lòng bàn tay Nguyễn Niệm Niệm tràn đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận bước lên phía trước. Một lúc lâu sau, mới run rẩy miếng môi khẽ gọi, Lê, Lê Gia Gia. Ông lão không trả lời, vẫn chăm chú vẽ tranh như cũ. Hắn không nói lời nào, Nguyễn Niệm Niệm cũng không dám mở miệng. Không khí xung quanh chật chội đến cực hạn. Chân và bụng Nguyễn Niệm Niệm không ngừng đập, gần như đứng không vững. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu. Lão nhân rốt cuộc dừng bút lông trong tay, mở miệng. Ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Nguyễn Niệm Niệm ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy nhân vật trên tranh trông rất sống động, giống như đúc. Đó là một con phượng hoàng đang niết bàn, nó nhẹ nhàng nhảy múa, có lông vũ hoa lệ cùng dáng người ưu mỹ, đường nét lưu loát mà giàu sức căng, làm cho người ta có một loại lực xung kích thị giác mãnh liệt. Lê lão gia tử là quốc họa đại gia, bức họa này tự nhiên là tác phẩm thượng thừa. Nguyễn Niệm Niệm quan sát thần sắc lão nhân, cẩn thận mở miệng nói: là Phượng, Phượng Hoàng. Lão nhân nghe vậy, cũng không nói gì. Chỉ thấy hắn chấp nhất bút lông trong tay, lông phi Phượng vũ lát đát vài nét. Rất nhanh, Phượng Hoàng trong tranh đã thay đổi. Bây giờ thì sao? Nguyễn Niệm Niệm nhìn qua, trong nháy mắt mặt xám như tro tàn, hô hấp đột nhiên ngừng lại. Một khuôn mặt đỏ bừng. Hận không thể hiện tại tìm một cái khe đất chui xuống. Chỉ thấy Phượng Hoàng trong tranh biến thành một con gà rừng một con gà rừng có lông vũ hoa lệ và dáng người ưu mỹ đây không còn là ám chỉ nữa cả người nguyễn niệm niệm run rẩy kịch liệt cổ họng căng thẳng thân thể không khống chế được ngã về phía sau không biết thở cho đến khi bạn không thể thở được lão nhân đặt bút lông trong tay xuống ngẩng đầu nhìn về phía nàng một đôi mắt đục ngầu lớn tuổi lạnh như lưỡi dao lợi hại xuyên thấu lòng người chỉ một ánh mắt liền trong nháy mắt làm cho người ta không rét mà run, cảm thấy hít thở không thông. Nguyễn Niệm Niệm đón lấy ánh mắt của hắn, rốt cuộc khống chế không được thân thể của mình, té ngã trên mặt đất. Lão nhân từ trên cao nhìn xuống, thanh âm lạnh như băng, mang theo uy áp tuyệt đối của thượng vị giả. Con cháu Lê gia đều có con đường hắn nên đi, a hạng cũng vậy, nhưng ngươi không giống. Sắc mặt Nguyễn Niệm Niệm trắng bệch. Còn có cái gì không hiểu? đây là đang nói rõ nàng A. À. Ông cụ gần 43 tuổi mới có Lê Bắc Hàng, vẫn rất bảo bối. Mà nàng không xứng. Mặc dù nàng còn có thể ra vào Lê Gia, nhưng nàng không họ Lê. Gà rừng chính là gà rừng, vĩnh viễn cũng không biến thành phượng hoàng. Nàng đừng vọng tưởng tất cả Lê Gia. Bao gồm Lê Bắc Hàng. Nguyễn Niệm Niệm trong nháy mắt liền nghĩ tới chuyện mình mang thai. Lúc này ông cụ đột nhiên gọi cô, e rằng đã biết chuyện giữa cô và Lê Bắc Hàn. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình sinh hạ đứa bé này. Nghĩ tới đây, Nguyễn Niệm Niệm chỉ cảm thấy trong miệng từng trận phát khổ. Cũng đúng. Thân phận nàng như vậy, làm sao xứng sinh hạ con cháu Lê Gia? Từ thư phòng của Lê Lão Gia Tử đi ra, Nguyễn Niệm Niệm giống như bị mưa to xối từ trên xuống dưới. Cả người đầy mồ hôi. Một trận gió thổi tới, lạnh đến mức cô không nhịn được trung rẩy. Chu bá đưa nàng ra cửa lớn, liền trở về. Lê Bắc Hàn đang ở trong chòi nghỉ mát trong vườn hoa nhà chính. Thấy cô đi ra, quan sát cô từ trên xuống dưới vài lần. Nguyễn Niệm Niệm nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy hoảng hốt, đầu óc mơ hồ. Trước mắt quanh quẩn chỉ có ánh mắt lạnh như băng cùng lời nói nhục nhã của Lê lão gia tử. Lê Bắc Hàn chú ý tới trong tay cô đang cầm một thứ được cuộn lại và bọc trong một tấm vải như thể đó là một bức tranh hắn nhớ rõ nàng trước khi đi vào trong tay cũng không có cầm đồ vật là lão gia tử đưa cho nàng lão gia tử sao lại tặng đồ cho nàng đó là cái gì nguyễn niệm niệm nghe vậy giật mình lúc này mới nhớ tới bức tranh trong tay mình nàng vội vàng giấu đồ vào trong ngực trên mặt thập phần xấu hổ vừa rồi lê lão gia tử đem bức sơn kê đồ kia tặng cho nàng cho tôi xem. Ánh mắt Lê Bắc Hàn hồ nghi, đưa tay cầm bức tranh. Chương 8 Ngươi theo ta đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trả lại cho tôi. Đây là của tôi. Nguyễn Niệm niềm phản ứng rất lớn, nhảy dựng lên liền ông đồ vào trong ngực giấu sau lưng mình, tuyệt đối không cho hắn. Thần sắc cuộc cường tới cực điểm. Cô không muốn Lê Bắc Hàn nhìn thấy một mặt khó xử như vậy của cô không muốn Lê Bắc Hàn biết chuyện này. Cô sợ mình sẽ không khống chế được cảm xúc, lại một lần nữa sụp đổ. Lê Bắc Hàn thấy vậy, hung hăng nhướng mày, trong mắt nổi lên hàng quang. Nhưng cũng không có kiên trì nữa. Tùy ngươi. Hốc mắt Nguyễn Niệm Niệm đỏ lên, nghe vậy thở vào nhẹ nhõm, ông chặt bức tranh trong lòng, vẻ mặt tràn đầy đề phòng. Lê Bắc Hàn nhìn thoáng qua thứ trong lòng cô, đôi mắt lạnh hiếp lại nguyễn niệm niệm sợ hắn còn nhớ chuyện vẽ tranh vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi anh sắp xếp xong chưa nói xong trong lòng lại có chút khó chịu nhưng có lời của ông lê cô biết cho dù lê bắc hàn miễn cưỡng đồng ý cuối cùng cô cũng không sinh được con của lê gia huống chi chỉ sợ lê bắc hàn cũng sẽ không đồng ý lê bắc hàn nghe vậy khinh thường cười lạnh một tiếng nếu đã muốn phá thai như vậy vậy cậu chạy cái gì Nguyễn Niệm Niệm trong lòng nhất thời cả kinh, sợ hắn bởi vì chính mình chạy trốn sự tình bới móc, vội vàng nói, mẹ ta vừa mới ngã một cái, ta mới chạy trở về. Nói xong lại lập tức bổ sung, chúng ta hiện tại liền đi phá thai đi. Chật. Lê bắt lạnh lùng lường cô một cái, trực tiếp đưa đồ trong tay cho cô. Nguyễn Niệm Niệm sửng sốt một chút, nhận lấy. Chỉ nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt khiếp sợ đến trợn tròn mắt, viêm dạ dày tôi không mang thai. Chúa ơi! Vậy cô ta chạy cái gì? Lê Bắc Hằng nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, khóe môi gợi lên một chút trêu tức, ngu ngốc. Nguyễn Niệm Niệm căn bản không để ý hắn chăm chọc, thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Chỉ cần cô không mang thai, cô cũng không cần phá thai. Thật tuyệt vời! Nguyễn Niệm Niệm mừng đến phát khóc, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, nụ cười cứng đờ trên mặt cô không mang thai, vậy tại sao ông Lê lại đột nhiên tìm tới cô, còn cảnh cáo cô như vậy? Hắn 15 năm qua đối với mình cũng không quan tâm, không có khả năng tại thời điểm mấu chốt này đột nhiên thẳng thắn như vậy địa điểm nàng. Nhất là, Lê Lão Gia Tử còn chủ động nói, tháng sau Lê Gia sẽ cử hành yến hội, hy vọng nàng có thể tham dự. Tại sao nàng lại muốn tự mình tới tham gia yến hội Lê Gia? Hắn rõ ràng chán ghét cùng khinh thường mình như vậy nguyễn niệm niệm không nghĩ ra không biết tại sao trong lòng luôn có dự cảm không tốt ngay khi nàng đang suy tư một chiếc rolls royce ảo ảnh quen thuộc dừng ở cửa chính từ xa nguyễn niệm niệm đã nhìn thấy chiếc xe sang trọng vừa ngầu vừa phong cách của lê bắc hàn lê bắc hàn lúc này để trận nhất lái xe đến cửa nhà chính một sợi dây nào đó trong não đang căng thẳng lê bắc hàn muốn ngủ với cô à tiểu thúc con quên mất còn có thứ rơi ở nhà chính. Nguyễn Niệm Niệm nói một hơi, cũng không đợi Lê Bắc Hàn có phản ứng, vội vàng chạy vào trong nhà chính. Chu bá vừa mới trở lại đại sảnh, thấy Nguyễn Niệm Niệm trở về, liền nhướng mày. Vừa mới chuẩn bị răng dậy nàng sao lại không hiểu quy củ như vậy. Lại nghe Nguyễn Niệm Niệm nói, Chu bá, trời tối quá, con cầm bức tranh một người về phòng hai bên kia không an toàn lắm, vạn nhất trên đường gặp phải chuyện gì, tóm lại không tốt lắm, phiền bác tiễn con một đoạn đường. Nói xong, còn cố ý giơ bức tranh trong lòng lên. Bác Chu là tâm phúc của Lê Lão Gia Tử, đương nhiên biết ý của Lê Lão Gia Tử. Nghĩ đến vừa rồi gặp ngũ thiếu gia ở tròi nghỉ mát bên kia, hắn trừng mắt nhìn Nguyễn Niệm Niệm một cái, lạnh lùng nói, đi theo ta. Nguyễn Niệm Niệm xấu hổ sờ sờ mũi, đuổi theo bước chân của anh. Lúc hai người cùng đi ra, Lê Bắc Hàn vẫn còn đứng tại chỗ đôi mắt lạnh lùng của hắn hiếp lại trong mắt phát lạnh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm ngũ thiếu gia ta phùng mệnh lệnh của lão gia đưa nguyễn tiểu thư về chu bá cung kính chào hỏi lê bắc hàn lê bắc hừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn nguyễn niệm niệm không nói gì nguyễn niệm niệm cứ như vậy đi theo chu bá thẳng đến khi trở lại phòng hai bên kia nàng mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm trốn như vậy cũng không phải biện pháp Nguyễn Niệm Niệm suy nghĩ, hay là nghỉ việc đi. Nhưng bàn tính trong đầu lại bắt đầu vang lên. Đó chính là tiền lương 100 ngàn một tháng. Cô thật sự có chút luyến tiếc. Ngày hôm sau, Nguyễn Niệm Niệm vì tiền lương 100 ngàn một tháng mà đi làm như thường lệ. Lê Bắc hàng sáng sớm có một cái trọng yếu video hội nghị là cùng đế đô làm gia gia chủ, phòng thư ký tất cả mọi người ở trước làm chuẩn bị. Nguyễn Niệm Niệm vừa điều chỉnh thiết bị trong phòng họp, vừa nghe đồng nghiệp bên cạnh bác quái về đối tượng của hội nghị video lần này. Đế đô ẩn thế hào môn gia tộc, nghe nói bọn họ hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, sản nghiệp trải rộng toàn cầu, hào đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Chính là cái kia cởi quần áo lộ vẻ gầy mặt quần áo có thịt đầu trọc đều đẹp trai so với nữ minh tinh còn muốn đẹp mắt hơn, từ xuất đạo bắt đầu cầm được giải thưởng lấy được nương tay ảnh đế lam triệt đại nhân nhà bọn họ sao. Đúng vậy, đối tượng lê tổng chúng ta họp hôm nay nghe nói chính là anh ruột của lâm triệt gia chủ lâm vô yến hiện tại của Lam gia ta nghe nói lâm gia bọn họ có ba đứa con trai các thiên chi kiêu tử nhân trung long phượng lâm triệt đều đã đẹp trai thành như vậy người nói các ca ca của hắn có thể hay không đẹp trai hơn lát nữa chúng ta xem một chút sẽ biết a a a a thật chờ mong a à. lê tổng đến rồi đừng nói chuyện nữa thanh âm của thư ký trưởng từ bên ngoài truyền đến mọi người nhất thời im lặng lê bắc hàn mặc một bộ âu phục màu lam cao định phối hợp với quần tây cùng màu thân cao chân dài đi vào phòng họp sắc mặt hắn thâm trầm ánh mắt quét một vòng trong phòng họp lớn tầm mắt rơi xuống máy chiếu video cỡ lớn trước phòng họp nguyễn niệm niệm biết ông rất coi trọng hội nghị lần này bởi vì mấy năm nay cuộc sống của lê bắc hàn đều do cô quản lý anh chưa bao giờ mặc quần áo màu khác ngoài hai màu đen trắng, mà bộ âu phục màu xanh da trời này là tháng trước cô dựa theo kích thước của anh mà đặt làm hoàn toàn mới, nhãn hiệu xa xỉ phẩm đến từ Lam Gia. Hội nghị truyền hình chính thức bắt đầu. Lê Bắc Hàn đứng đầu, những người còn lại lần lượt ở hai bên trái phải. Màn hình lớn rung rẩy một chút, rất nhanh trên màn hình xuất hiện một nam nhân dị thường anh Tuấn yêu nghiệt dung nhan nguyễn niệm niệm rõ ràng nghe thấy tiếng hít vào của đồng nghiệp bên cạnh ngay cả cô cũng sững sờ trời ạ à, trên thế giới này làm sao có thể có nam nhân đẹp trai như vậy người đối diện cũng ở trong phòng họp lớn bên trong cũng rất nhiều người nhưng bạn rõ ràng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy người đàn ông đứng đầu kia dung nhan hắn tuấn mỹ như yêu nghiệt cả người mang theo một loại cảm giác tà mị câu người một đôi đồng tử thâm thúy như ngọc bích chói mắt sáng chói, làm cho ngươi phản phất đặt mình trong biển rộng màu xanh đậm, trong lúc lơ đãng đã bị hắn hút đi. Nguyễn Niệm Niệm bình thường cũng xem giải trí bát quái, biết nam minh tinh nổi tiếng nhất trong làng giải trí chính là Lam Triệt, không chỉ tuổi còn trẻ đã là ảnh đế ba lần, mà còn đẹp trai đến mức khiến người ta không thể khép chân lại được, lại không nghĩ tới tướng mạo của anh trai Lam Vô Yến hoàn toàn không câu nệ hắn. Hơn nữa Lam Triệt là mắt màu đen, mà Lam Vô Yến là mắt xanh, càng có phong tình hỗn huyết dị vực, đẹp đến mức làm cho người ta ngẹn họng nhìn trân trối. Chương 9 Dụ hoặc dày vò Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lê Bắc Hàng cùng Lam Vô Yến chào hỏi lẫn nhau, liền chính thức bắt đầu hội nghị trọng yếu đàm phán hạng một công việc. Lê Thị dẫn đầu cùng ngành, ở khu vực châu Á. Thái Bình Dương đã làm được vị trí thứ nhất, mấy năm nay vẫn muốn mở rộng thị trường Âu Mỹ, nhưng hiệu quả rất nhỏ mà Lam Gia bản thân đến từ Âu Mỹ, thăm canh thị trường Âu Mỹ nhiều năm, lần này nếu Lê Thị cùng Lam Gia hợp tác thành công, cường cường liên hợp, Lê Thị mở ra thị trường Âu Mỹ có thể nói sắp tới, công ty cũng khẳng định có thể bởi vậy mà nâng cao một tầm cao mới. Cho nên Lê Bắc Hàng mới coi trọng như thế. Hội nghị mở hơn 3 giờ, song phương một phen ngươi tới ta đi, môi thương lưỡi kiếm, mới rốt cục ở chi tiết hợp tác miễn cưỡng đạt thành nhất trí việc cụ thể còn cần phải bàn bạc chi tiết trước mặt. Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lê Bắc Hàn cùng Lam Vô Yến câu thông gặp mặt thời gian, hắn dự định bay đến đế đô tự mình hoàn thành lần này hiệp ước ký kết. Lam Vô Yến lại cự tuyệt. Không cần. Người đàn ông trong video nhếch môi nói, Lê Thị chỉ cần chuẩn bị tốt hiệp nghị là được, tháng sau tôi vừa vặn bay đến Giang Thành làm chút việc riêng, sẽ ở lại một thời gian, đến lúc đó sẽ tự mình đi lê thị ký hợp đồng được lê bắc hàn đáp lời nhưng có thể làm cho lam vô yến tự mình bay tới làm còn muốn lưu lại việc tư chỉ sợ cũng không phải cái gì việc nhỏ hắn thuận thế nói lê gia cắm rễ ở giang thành có chút quan hệ của mình nếu cần chúng ta có thể hỗ trợ lam vô yến nghe vậy đôi mắt xanh quả nhiên lóe lên nhưng một lúc lâu cũng không nói gì lê bắc hàn rõ ràng nhìn ra nam nhân đối diện dị thường trực tiếp mở miệng nói hội nghị kết thúc tất cả mọi người toàn bộ đi ra ngoài mọi người lập tức rời đi nguyễn niệm niệm cũng đi theo lam vô yến bên kia cũng giải tán mọi người xung quanh hắn mở miệng ta quả thật cần lê gia các ngươi trợ giúp trên thực tế lần này hắn cùng lê thì ký hợp đồng thống khoái như vậy cũng có nguyên nhân này lam vô yến nói tỷ tỷ của ta năm xưa mất tích ở vùng biển phụ cận Giang Thành, chúng ta khổ tìm nhiều năm không có kết quả, sau đó cũng chỉ tìm về thi thể của nàng, chuyện này liền không giải quyết được gì. Nhưng nửa năm trước, Lam Gia ngoài ý muốn biết được nàng từng sinh một đứa con gái ở Giang Thành. Lê Bắc Hàn nheo mắt lại. Lê Thị mấy năm trước từng tiếp xúc với Lam Gia, nhưng bởi vì Lam Gia thiếu hứng thú, nên không hợp tác nữa. Lần này Lam Gia chủ động tìm tới yêu cầu hợp tác, ngay từ đầu hắn đã biết sau lưng chỉ sợ có nguyên nhân khác, lại không nghĩ tới sẽ là cái này. Lam gia muốn tìm lại cô gái kia. Lê Bắc Hàn nghĩ nghĩ, chuyện này chắc không khó. Ở Giang Thành tìm người mà thôi, Lam gia tốn chút tiền phái ra vài người là được, cái này cũng không cần Lê gia bọn họ ra tay. Lam vô yến lắc đầu, thi thể của tỷ tỷ là tìm về từ 23 năm trước. Lê Bắc Hàn nghe vậy nhíu mày. Nói cách khác, đây là chuyện của 23 năm trước, cô gái kia, ít nhất năm nay cũng 23 tuổi, cụ thể hơn không ai biết. Liền hiện tại một năm một cái biến hóa gian thành, qua 23 năm, cô gái kia còn sống hay không đều là một vấn đề. Lê Bắc Hàn mím môi, không nói quá lời, Lê già sẽ cố gắng hết sức. Làm Vô Yến cũng hiểu, gật đầu nói, "Cảm ơn." Sau khi hai người trao đổi một ít chi tiết, liền kết thúc hội nghị. Lê Bắc Hàn trở lại văn phòng. Nguyễn Niệm Niệm bưng cà phê lên bàn làm việc theo yêu cầu. Lê Tổng, cà phê của ngài. Kết quả không nghĩ tới. Lê Bắc Hàng nhìn nàng một cái, nghĩ đến nàng tối hôm qua lợi dụng chu bá chạy trốn sự tình, đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp âm lãnh. Nguyễn Niệm Niệm sửng sốt một chút. Hắn ngay cả uống cũng không uống đã nói nóng. Đừng quá rõ ràng với cô ấy, được không? Lúc mới học làm việc không phải rất bình thường sao? chẳng lẽ cũng chỉ là nhằm vào nàng? Nguyễn Niệm Niệm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể đến phòng trà pha một ly trở về. Cà phê vừa đặt lên bàn. Lạnh rồi, nằm lại đi. Lê Bắc Hàn lại mở miệng. Nguyễn Niệm Niệm không nhìn được trừng mắt nhìn hắn. Chọc vào một tên cẩu nam nhân, cuộc sống này thật sự là một ngày cũng trôi qua không nổi. Lê Bắc Hàn nhận ra vẻ mặt của cô, đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại, thư ký Nguyễn Hình như có ý kiến. Nguyễn Niệm Niệm nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể cười làm lành, không có ý kiến, Lê Tổng nói lạnh vậy khẳng định là lạnh. Lê Bắc hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngâm lại. Vâng. Không sao đâu. Nể tình tiền lương 10 vạn đồng một tháng, chút này nhằm vào, căn bản không có gì. Nhìn. Nguyễn Niệm Niệm ngâm lại cho Lê Bắc hàng hai lần, cuối cùng anh mới không bới móc nữa. Trở lại phòng thư ký, cô vừa ngồi xuống thì nhận được điện thoại của Nguyễn Thu Hoa. Xem mắt. Nguyễn Niệm Niệm ngây ngẩn cả người. Nguyễn Thu Hoa ở đầu dây bên kia cười nói: "Đúng vậy, em sắp 24 rồi, ngay cả bạn trai cũng chưa từng có, không xem mắt thì làm sao bây giờ?" Nguyễn Niệm Niệm. Cô muốn nói cô từng có bạn trai, chỉ là người ta chưa từng coi cô là bạn gái, hơn nữa đã muốn kết hôn mà thôi. Nguyễn Thu Hoa lại bổ sung: còn nữa, mẹ đã thương lượng với ba con rồi, nếu con lấy chồng, thì lấy danh nghĩa nhà họ Nguyễn nhà mẹ để mẹ gả đi, cũng tốt rồi, không bị người ta khinh thường. Nguyễn Niệm Niệm nghe vậy, vành mắt lập tức đỏ lên. Nguyễn Thu Hoa thật sự đã suy nghĩ rất nhiều cho cô, ngay cả chuyện xuất giá, sau khi xuất giá cũng suy nghĩ. Dù sao tình huống của nàng như vậy, là người tốt người ta đều sẽ xem thường. Ba cũng đồng ý sao? Nguyễn Niệm Niệm nghĩ tới Lê Chinh Thành mấy năm nay Lê Chinh Thành rất lạnh nhạt với cô. Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, ngươi họ Nguyễn, không họ Lê. Nguyễn Thu Hoa nói xong, lại vội vàng nói, được rồi, tôi đã hẹn người ta chiều nay 6 giờ rưỡi ở tụy hoa lâu, cậu tan ca nhớ tới là được. Trong lòng Nguyễn Niệm Niệm có chút do dự. Dù sao cô căn bản không có tâm tư yêu đương nữa. Nhưng cô không muốn làm Nguyễn Thu Hoa thất vọng, cuối cùng vẫn gật đầu. Được lê bắc hàng thư ký rất nhiều phân loại mọi người phụ trách công việc đều không giống nhau bởi vì nguyễn niệm niệm mới tới việc cần làm chính là làm quen hoàn cảnh sửa sang lại văn kiện đọc thuộc lòng tư liệu và làm việc vặt bởi vậy công việc của cô cũng không bận rộn vừa đến giờ tan tầm cô liền rời đi nguyễn niệm niệm đúng giờ đi tụy hoa lâu vừa bước vào phòng khách sạn liền thấy nguyễn thu hoa cùng một người phụ nữ trung niên ăn mặc khéo léo khí chất ung dung quý phái đối phương vừa nhìn thấy nàng liền vội vàng đánh giá trên dưới một phen lập tức cong khóe môi cười nói ngươi chính là niệm niệm đi nguyễn niệm niệm sửng sốt con trai cô ấy ai cơ nguyễn thu hoa vội vàng giới thiệu nguyễn niệm niệm sau đó bảo nguyễn niệm niệm gọi niệm niệm đây là gì lý của con chào di lý nguyễn niệm niệm cung kính khẽ gọi một tiếng lý mai cười nói con trai ta đi toilet rồi lập tức sẽ lại đây, ngươi hẳn là nhận thức hắn. Mẹ! Cô còn chưa nói xong, cửa phòng lại bị người ta mở ra. Nghe giọng nói tựa hồ có chút quen thuộc, Nguyễn Niệm Niệm kinh ngạc quay đầu lại. Chương 10 Niệm Niệm ra mắt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Liếc mắt một cái liền thấy được nụ cười như một xuân phong. Người tới có ngũ quan tuấn lãng cùng ánh mắt trong suốt ướt sũng, ánh mặt trời đẹp trai lại tươi sáng, chính là ôn ngạn. Là ngươi. Nguyễn Niệm Niệm vô cùng khiếp sợ. Ôn ngạn tươi cười. Chị, chính là em. Nguyễn Thu Hoa kinh ngạc, thì ra hai người đã sớm quen biết nhau. Trong khoảng thời gian này bà luôn cho Nguyễn Niệm Niệm nhìn người ta, từ lúc Lý Mai chủ động tìm tới, bà liền cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ người Lý Mai có thể, con trai bà gặp mặt cũng không sao, liền không suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới người ta đây là mưu đồ đã lâu, đã sớm coi trọng niệm niệm nhà nàng. Chỉ là nhìn tuổi này. Hình như hơi nhỏ. Ông ngạn cười híp mắt nói. Trước đây tôi và chị có gặp qua vài lần, có thêm uy chát. Nguyễn Thu Hoa gật đầu, hồi lâu vẫn không nhìn được hỏi, em bao nhiêu tuổi. Không đợi Lý Mai trả lời, ông ngạn liền lập tức nói, 22, mãn kết hôn tuổi, ngày mai là có thể đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Phốc. Nguyễn Thu Hoa không nhịn được cười ra tiếng. Còn rất sốt ruột. Lý Mai có chút xấu hổ, lại cưng chiều nhìn con trai mình, cười làm lành với Nguyễn Thu Hoa. Ông ngạn lại rất bình tĩnh, cười rất ngọt ngào với Nguyễn Thu Hoa. Dì Nguyễn, đã lâu không gặp, khi còn bé có gặp dì một lần, cũng không biết dì bảo dưỡng như thế nào, hình như không có gì thay đổi, vẫn trẻ trung xinh đẹp như trước. Người khác nhìn không lớn, lại đặc biệt biết nói chuyện phím một cái miệng nhỏ nhắn siêu ngọt. Nguyễn Thu Hoa nhất thời bị dỗ đến rất thoải mái, niệm niệm chúng ta còn hơn một tháng nữa là tròn 24 rồi, tuy nói lớn hơn em 2 tuổi, nhưng bây giờ không phải đang thịnh hành tình chị em sao? Tôi sẽ... Ôn Ngạn cười nói, ánh mắt nhìn Nguyễn Niệm Niệm như lóe sáng. Tính cách Nguyễn Niệm Niệm có chút buồn bực, nhưng Ôn Ngạn là điển hình của xã Ngưu. Bữa cơm kế tiếp, hắn không chỉ đem hai vị mụ mụ ở đây dỗ đến rất thoải mái, ngay cả nguyễn niệm niệm cũng không cảm thấy xấu hổ cửa phòng không đóng mấy người đang trò chuyện nguyễn thu hoa ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy gì đó nàng vội vàng nói ai niệm niệm nhìn kìa là tiểu thúc của ngươi nguyễn niệm niệm nghe vậy chợt ngẩng ra vội vàng nhìn theo hướng cô nói chỉ thấy cửa tụy hoa lâu đột nhiên đi vào một nam một nữ nam một thân âu phục màu đen quần tây tướng mạo tinh xảo chói mắt khí thế bức người mà nữ chính như chim nhỏ nép vào người đi ở bên cạnh hắn hai người thoạt nhìn cũng thật xứng đôi a à. nguyễn niệm niệm đang nghĩ ngợi nằm nhân cũng trùng hợp nhìn qua hai người bốn mắt nhìn nhau sắc mặt nguyễn niệm niệm lập tức hơi thay đổi mắt thấy lê bắc Hàng tựa hồ muốn đi về phía bọn họ cô lập tức đứng dậy mẹ hai người ăn trước đi con đi toilet một chút nói xong liền chạy sợ đối đầu với Lê Bắc Hàng. Cô vừa rời đi, Lê Bắc Hàn liền mang theo dịu dàng đi vào phòng bao. Ông ngạn, thím, hai người ở chỗ này làm gì? Ông Nguyễn tiến lên chào hỏi. Lê Bắc Hàn cũng chào Nguyễn Thu Hoa. Ông Nguyễn biết Nguyễn Thu Hoa là chị dâu của Lê Bắc Hàn lập tức tươi cười nói, chào chị dâu. Hù xin lẫn nhau, với nhau. Nguyễn Thu Hoa biết ông cụ đã đính hôn với Lê Bắc Hàng, nhưng không biết chính là người trước mắt này, thì ra anh chính là đối tượng A Hàng muốn kết hôn, dáng dấp cũng thật xinh đẹp. Lý Mai cũng cười nói, đúng vậy A, à, vậy chúng ta nếu như thành, nhưng chính là thân càng thêm thân. Ông Nguyễn Nhất thời tò mò, thân càng thêm thân. Ông ngạn nhất môi cười, hôm nay mẹ và dì Nguyễn giới thiệu, con và chị đang xem mắt. Xem mắt. Lê Bắc Hàng nhướng mày. Ánh mắt vẫn dừng ở vị trí Nguyễn Niệm Niệm vừa ngồi, miệng khẽ nghiền hai chữ này, thần sắc ý vị không rõ. Nguyễn Thu Hoa cười dịu dàng. Niệm niệm cũng đã lớn rồi, ta và nhị ca ngươi đều có ý này, vừa lúc ôn ngạn tìm tới, ta liền muốn hai người gặp nhau, không ngờ bọn họ đã sớm quen biết. Nàng vừa dứt lời, Lý Mai liền cười bổ sung nói, ngươi cũng đừng nói, ta là bị nhà chúng ta tiểu tử này thúc giục tới, hắn kia tâm tư a à, rất sâu. Nói đến nước này, ai còn không rõ. Ôn Nguyễn liếc mắt nhìn thần sắc Lê Bắc Hàn, lập tức trêu chọc nói, ôn ngạn, cậu có thể a? À? Ôn ngạn nheo mắt công công, cười đến chân thành lại vô tội, tôi đây không phải còn đang cố gắng sao? Nụ cười của người đàn ông trước mắt dường như có chút quen thuộc, Lê Bắc Hàn lướt qua một vòng trong đầu, nhận ra chính là người đàn ông hôm trước nhìn thấy ở quán bi. À, ngồi bên cạnh Nguyễn Niệm Niệm, chọc cho cô rất vui vẻ. Hắn lúc ấy, tưởng là Nguyễn Niệm Niệm tìm nhờ vả cũng không biết có phải do thời tiết xấu hay không sắc mặt lê bắc hàn càng lúc càng âm trầm đôi mắt lạnh hiếp lại trong mắt phát lạnh như là đè nén núi lửa sắp bùng nổ hai người tiếp tục đi tôi đi toilet một chút anh khàn khàn nói xong đi thẳng không quay đầu lại ngay cả ôn uyển gọi hắn cũng không quay đầu lại ôn uyển thần sắc có chút xấu hổ nhưng nhìn những người khác đều ở chỗ này cũng đành phải ngồi xuống tiếp tục trò chuyện cùng lúc đó từ toilet đi ra lo lắng lê bắc hàn hẳn là đã đi rồi nguyễn niệm niệm chuẩn bị trở về phòng bao lần nữa nghe được tiếng đối thoại trong phòng bao sắc mặt nhất thời trắng bệch cô không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy ôn nguyễn và ôn ngạn là chị em họ nguyễn niệm niệm đang suy tư đột nhiên nhìn thấy bóng dáng lê bắc hàn vừa bước ra khỏi phòng nàng bị dọa nhảy dựng lên lập tức muốn chạy trốn lê bắc hàn cũng nhìn thấy cô tốc độ nhanh hơn Ba bước thành hai bước tiến lên bắt lấy cô, sau đó trực tiếp kéo người vào phòng vệ sinh bên cạnh, còn khóa trái cửa. Cạch cạch. Nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh bị khóa trái, cả người Nguyễn Niệm Niệm hoảng sợ. Lê Bắc Hàn trực tiếp tiến lên, đem người để ở trên cửa, giam cầm ở trong ngực. Bàn tay to rõ ràng của người đàn ông bóp chặt hàm dưới của cô, rũ mắt cười lạnh, xem ra quả thật không phải để nhờ vả, mà là mục tiêu mới của cô thật đúng là có năng lực. Có lẽ hắn nhận ra ôn ngạn rồi. Nguyễn Niệm Niệm không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, hít sâu một hơi, đè nén nổi khó xử trong lòng. Cố lấy dũng khí nói, tiểu thúc, hảo tụ hảo tán không được sao. Hảo tụ hảo tán. Lê Bắc Hàn đọc từng chữ một, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh lẽo khát máu, giọng nói thô bạo, cho tôi cắm sừng, đây chính là cái mà cô gọi là hảo tụ hảo tán. Nguyễn Niệm Niệm nghe vậy, chợt cảm thấy ủy khuất tới cực điểm. Sao hắn có thể bất công như vậy? Vì hôn thê của anh bây giờ còn ở bên ngoài, sao có thể nói cô như vậy? Nhưng không đợi cô nói, Lê Bắc Hàn lại nói. Nguyễn Niệm Niệm, xem ra ta thật đúng là coi thường ngươi, không nghĩ tới ba năm ngươi câu dẫn nam nhân bản lĩnh có sở trường, lại còn đem chủ ý đánh tới ông gia trên đầu. Tôi không có. Nguyễn Niệm Niệm lập tức giải thích. Cô không muốn làm tiểu tam cho nên nghĩ đến đây mới thôi. Không muốn dây dưa với hắn nữa. Chú, chơi ba năm rồi, cháu không muốn chơi nữa, chú buông tha cho cháu được không? Chơi. Lê Bắc Hàn nghe vậy, sắc mặt hung ác nham hiểm tới cực điểm, cười lạnh. Nụ cười âm trầm đáng sợ, giống như ác ma đến từ tu la tràng.